Bạch sư cho con hỏi, tại sao hành thiền là thiện pháp? Có phải hành thiền là một việc không tạo nhân mới nên không có quả để đi đến Niết Bàn không sư? Xin thưa quý vị, việc chúng ta hành thiền đó chính là thiện dục giới. Nếu như quý vị chưa chứng thiền, khi nào quý vị chứng thiền thì đó sẽ là thiện sắc giới. Còn khi chúng ta chưa chứng thiền thì đó là thiện dục giới. Nhớ giùm sư. Tại sao hành thiền là thiện pháp? Bởi vì việc hành thiền đưa chúng ta đến việc thực hành lìa bỏ tham, lìa bỏ sân, lìa bỏ si. Chính vì như thế, việc hành thiền á, là một trong 10 nhân sanh phước, là bố thí, giữ giới, hành thiền, cung kính, phục vụ, tùy hỷ, hồi hướng, nghe pháp, thuyết pháp, sửa sang tri kiến cho đúng. Việc hành thiền do đó là một pháp thiện, cho nên nó sẽ cho cái quả, chứ nó không phải là nó không cho quả. Nhưng mà nhớ, cái Niết Bàn á, không phải là quả báo của việc hành thiền, mà việc hành thiền là duyên cho Niết Bàn. Tại vì Niết Bàn á, là nó không có nhân quả nha, mà nó là duyên. Việc hành thiền là duyên đi đến Niết Bàn.